Xin chào quý vị khán giả. Và ngay hôm nay, ngay lúc này thì đoàn phim của chúng tôi đang có mặt ở Rainbow Hill, Hội An. Và chúng tôi đang chuẩn bị những tập phát sóng kế tiếp và những cái thử thách rất là khác biệt và khắc nghiệt đối với các bạn thí sinh. Đương nhiên, cái chuyện khó khăn đó với tất cả 12 thí sinh của chúng tôi thì tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn. Bởi vì đây là những người rất tài năng về ngành bất động sản. Họ là những người chuyên gia để thương thuyết, để kết nối giữa người tiêu dùng và nhà đầu tư. Thì đương nhiên tôi cũng không nghĩ rằng là cái đề bài của ban giám khảo sẽ làm khó được họ. Nhưng đâu đó thì tôi nghĩ cũng là rất rất khó. Và để xem họ làm được cái gì, ngày hôm nay cùng với những ban giám khảo uy tín và chuyên môn, những ban giám khảo có nhiều kiến thức về ngành, sẽ đưa cho chúng ta tới từng tập của căn nhà triệu đô một cái cảm giác rất mới mẻ và một cảm giác rất là hấp dẫn. One minute later. Và là còn ý kiến gì ở đây? Thực ra thì tất cả thí sinh em cũng đại diện cho tất cả thí sinh ấy, cũng nói lên cái lời mong muốn từ bên trong ấy. Tiền nong thì nó không quan trọng đâu. Thay vì giải nhất là 1 tỷ đồng thì chúng ta sẽ chọn giải nhất là một trong căn đẹp nhất đây được không? Căn Villas, 3 tỷ đô. Tại sao không? Tại sao không, khi mà chúng ta gặp chủ đầu tư chúng ta có thể raise đề nghị đó lên. Ok, bây giờ chúng em chỉ có một cái đề nghị rất nhỏ nhỏ. Tụi em trả giải thưởng lại cho lỗi của tụi em là 1 tỷ 7. Tiền bọn em không quan trọng đâu. Tiền bọn em không quan trọng, trả lại cho nhà đầu tư. Rồi em chỉ xin lại một cái nhỏ nhỏ thôi. Một cái này thôi. Và hãy cùng tôi, cùng ekip, cùng các bạn thí sinh, cùng ban giám khảo vào lúc 8:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Hãy ủng hộ chúng tôi nhé. Love you. Quán quân của chương trình sẽ nhận được giá trị tiền thưởng là 1 tỷ đồng từ nhà đồng hành chiến lược Selen. Á quân 1 nhận được 500 triệu đồng. Á quân 2 nhận được 200 triệu đồng từ nhà tài trợ chính Vinahood. Ai sẽ là nhà môi giới bất động sản xuất sắc nhất trong săn nhà triệu đô mùa đầu tiên?